Lê Lộc quyết liệt cưa cẩm Tuấn Dũng trên màn ảnh nhỏ. Dâu hổ đại chiến mẹ chồng vừa lên sóng tập đầu tiên vào trưa chủ nhật ngày 2 tháng 1 trên HTV7. Đây là một trong những dự án phim nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, không chỉ châm biếm vấn nạn mê tín dị đoan về những cô dâu tuổi dần, phim còn lan tỏa sự hài hước vui nhộn của mùa Tết đặc trưng ở miền Tây. Bên cạnh sự tham gia diễn xuất của ca sĩ Trí Thiện, Khổng Tú Quỳnh trong vai nam nữ chính, phim còn có sự góp mặt của cặp bạn thân Tuấn Dũng và Lê Lộc, dù chưa một lần chính thức thừa nhận mối quan hệ. Song, Lê Lộc và Tuấn Dũng vẫn là cặp đôi nhận được nhiều tình cảm cùng sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Xuất hiện trong dự án phim Tết Dâu Hổ Đại Chiến Mẹ Chồng, Hai Vựa Muối, Lê Lộc và Tuấn Dũng hứa hẹn tạo nên những tình huống giờ khóc giờ cười với câu chuyện Cọc Đi Tìm Châu của Như Hoa dành cho anh Quân. Như Hoa là em gái của Tấn Lộc, một cô nàng mơ mộng hay nhõng nhẽo, vừa đi du học về. Cô thầm thương trộm nhớ anh Quân, nhưng chưa từng thổ lộ. Trở về lần này, cô quyết định chủ động tán tỉnh anh Quân. Mặc dù thương mến Như Hoa, nhưng anh Quân đã lạnh nhạt với cô để che giấu tình cảm của mình. Xuất phát từ mặc cảm về học thức, địa vị chỉ là một thằng nuôi heo, anh Quân không dám tiến về phía Như Hoa. Không chỉ mang đến tiếng cười cho khán giả từ những lần Như Hoa chủ động tán tỉnh anh Quân, phim còn gửi gắm thông điệp tình yêu chân thành từ hai phía sẽ không bị vướng bận bởi bốn chữ môn đăng hộ đối. Dâu Hổ Đại Chiến Mẹ Chồng là một trong những tác phẩm không thể bỏ qua trên màn ảnh nhỏ đầu năm 2022. Phim có sự tham gia của các diễn viên, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Duyên, Kim Huyền, Hứa Minh Đạt, Khổng Tú Quỳnh, Trí Thiện, Lê Lộc, Tuấn Dũng, Calamen, Vi Sủ, v.v. Khán giả có thể đón xem phim vào lúc 12:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.